Minh được TV hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được TV sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Canh Tý, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Thân từ 3 giờ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Canh Tý tức Can Sinh Chi, nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Bích Thượng Thổ Kỷ Tuổi Giáp Ngọ Bính Ngọ ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là Tuổi Bính Ngọ Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Mã hay còn gọi là sao Lộc Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao Hoạt Điểu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Bạch Hổ kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy chính tài độ mệnh, người tuổi Tý không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này. Nguồn thu nhập của bạn đang dần ổn định hơn trước khá nhiều, đặc biệt là nguồn thu phụ có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa thì cơ hội tăng lương thăng chức sẽ sớm xuất hiện thôi. Hãy nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc dù có khó khăn trở ngại nào ngáng trở đường đi của bạn đi chăng nữa. Ngày thủy khí vượng, sức khỏe của bạn có phần suy giảm đi khá nhiều. Sức đề kháng giảm sút khiến bạn dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh về phế quản phổi hoặc các bệnh về xương khớp hay đau mỏi người. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, cơ hội tăng lương thăng chức sẽ sớm đến. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hãy chú ý đến chế độ ăn uống để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe suy giảm, cần đặc biệt lưu tâm. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình không mấy thuận hòa. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, thu nhập ổn định, chẳng lo thiếu tiền tiêu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 80, số 27, số 16. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023
của tuổi Sửu. Nhờ có lục hợp mà con giáp tuổi Sửu sẽ bước vào một cuộc thảo luận với các thành viên trong gia đình một cách tích cực với thái độ hỗ trợ, đóng góp để tìm thấy tiếng nói chung trong một vấn đề gì đó. Tuy nhiên điều quan trọng chính là hãy suy xét mọi việc một cách thấu tình, đạt lý nhé. Đây thực sự là một ngày bận rộn với vô khối những nhiệm vụ khó khăn được dành cho con giáp tuổi Sửu dưới tác động của kiếp tài. Tuy nhiên, nếu bạn nỗ lực và nhìn nhận mọi thứ với tinh thần tích cực thì bạn sẽ thấy kết quả xứng đáng với mong đợi của mình. Đây cũng là ngày mà bạn buộc phải học cách tương tác với tập thể thay vì chỉ làm việc một mình. Ngũ hành xung khắc cho thấy một vài vấn đề của cơ thể chính là mối bận tâm lớn nhất của bạn ngày hôm nay. Nhất là có thể nó liên quan đến tín hiệu gì đó mà bạn thờ ơ, bỏ qua trong những ngày trước. Thay vì bận rộn với công việc thì hãy đầu tư thời gian cho sức khỏe một chút nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đừng than vãn kêu ca chẳng ích gì đâu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hãy tìm về giá trị cốt lõi của vấn đề, bạn sẽ tìm ra cách xử lý. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, thử thách trước mắt chỉ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, sống lặng lẽ được sẽ tốt hơn là ồn ào. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 15, số 56, số 94. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, trắng. Quý nhân phù trợ: Tị, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thiên quan xuất hiện dự báo sự nóng vội của con giáp tuổi Dần. Đôi khi bạn trở nên thiếu kiên nhẫn nếu như mọi việc đi theo hướng mà mình không mong muốn. Đừng quên rằng bạn luôn có được sự hỗ trợ từ những người xung quanh ngay khi bạn cần, vậy thì hãy cố gắng để sẻ chia với họ và có được sự giúp đỡ. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn tránh xa thị phi, rắc rối liên quan tới mối quan hệ trong nhà hôm nay. Ngay khi có được sự giúp đỡ, bạn hãy tự cứu mình, đừng quá phụ thuộc hoặc quên mất rằng bản thân có đủ năng lực để vượt ra những tình huống hiện tại. Ngày 14 tháng 6 năm 2020 là ngày Nguyệt Kỵ. Theo dân gian, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Do đó, hôm nay được xem là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, có những người thân quen giờ đã thành xa lạ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, niềm tin của bạn dành cho ai đó đã vơi đi ít nhiều. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, sự e ngại chỉ cho thấy bạn đang thiếu chủ động mà thôi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tìm niềm vui nhỏ cho bản thân từ một việc đơn giản mà thôi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, chỉ nên buồn trong một thời gian ngắn, sau đó bạn cần sốc lại tinh thần. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 86, số 67, số 33. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: xanh nước biển, hồng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Hôm nay xuất hiện hình hại vô lễ nhắc nhở người tuổi Mão nhớ kiểm soát cảm xúc, tông giọng của mình, tránh trường hợp lớn tiếng với người lớn tuổi. Hơn nữa, phải nhớ uốn lưỡi nhiều lần trước khi nói, chớ nên thích gì nói nấy một cách tùy tiện. Chính quan hỗ trợ cho nhiệm vụ của con giáp tuổi Mão hôm nay được hoàn thành tốt, chỉn chu. Có vẻ bạn rất hào hứng với một vị trí mới nào đó, tuy nhiên nếu bạn đã ý thức một cách rõ ràng về những trách nhiệm đi kèm hay chưa, sẽ có nhiều gánh nặng đi kèm theo nữa đấy, đừng quá chủ quan nhé. Đây là ngày mà bạn sẽ cần phải học cách nhìn nhận mọi việc một cách thực tế hơn và sẵn sàng để lãnh nhận những trọng trách được giao phó đấy. Hãy tự tin lên, khi bạn tin mình làm được thì mọi thứ cũng trở nên đơn giản hơn. Khẩu quyết:
Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cho phép bản thân tránh xa những xô bồ của cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hãy trân trọng những gì cuộc sống đã mang đến cho bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, học cách xử lý tình huống sẽ giúp bạn thông minh hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đừng để những chuyện đã qua ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của bạn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, những tính toán của bạn có thể ăn khớp với thực tế. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 15, số 87, số 30. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: xanh da trời, trắng. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày mới nhờ có tam hợp xuất hiện là tín hiệu đáng mừng để con giáp tuổi Thìn từng tổn thương trong tình cảm chọn thời điểm này để mở lòng, tạo điều kiện cho người khác giới tìm hiểu mình. Lúc này cũng là cơ hội để cho những cặp đôi hóa giải những căng thẳng trong mối quan hệ hiện tại, hai người ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Tỷ Kiên xuất hiện khiến ngày cuối tuần của bạn có nhiều rắc rối tiềm tàng. Thậm chí, cuộc vui tụ tập bạn bè, người thân cũng không được những mong muốn mà bạn hướng tới. Hãy giữ cho mình một tinh thần tỉnh táo, bản lĩnh, một suy nghĩ chín chắn thay vì nghĩ gì làm đấy ngày hôm nay. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không tốt cho vấn đề tiền bạc của bản mệnh, bạn đang mua sắm quá tay rồi đấy. Hãy tránh xa những món đồ bạn quá thích bằng cách không theo dõi những trang bán hàng đó, nếu không bạn sẽ không kiềm chế được và liên tục mua đồ mới đấy. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hoang mang khi tìm ra định hướng cho tương lai. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tình cảm ngày càng mặn nồng, hạnh phúc hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, sự hào phóng, bao dung của bạn được mọi người ghi nhận. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cẩn thận với những niềm tin có phần sai lầm của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy đừng quan tâm những lời tiêu cực của người ta nói. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 16, số 99, số 45. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Con giáp tuổi Tỵ có biết niềm đam mê thực sự của bạn là gì không? Thiên ấn xuất hiện dự báo đây là ngày mà bạn khám phá chính những cảm xúc của mình, biết được những mong muốn và vị trí của bản thân trong đời sống để tìm kiếm những hướng đi, những kế hoạch chính xác và thích hợp cho tương lai đấy. Hỏa thủy xung khắc, ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm của bản mệnh, có thể vì hai người không thống nhất được một vấn đề nào đó và hai người không chịu lắng nghe nhau, ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình. Nếu nghĩ lại, bạn sẽ cảm thấy hối hận với hành động bồng bột của mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 24 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Ngoài ra, khi xuất hành đi xa, người tuổi Tỵ nên ưu tiên xuất hành vào giờ hoàng đạo và hướng tốt để tăng thêm sự may mắn, hạn chế rủi ro. Hướng tốt trong ngày gồm có Hỷ thần hướng Tây Bắc, Tài thần hướng Tây Nam. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có xu hướng tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, ôm đồm nhiều công việc, không nên tham lam. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao.
con số may mắn, số 85, số 20, số 39. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình ngày mới, xem tử vi cho thấy, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, ý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại. Con giáp tuổi Ngọ không giỏi giữ được bình tĩnh trong ngày hôm nay, khiến bạn có xu hướng nói điều không nên nói, làm việc không nên làm. Sẽ có thể có mối quan hệ bị rạn vỡ vì tổn thương hai người gây ra cho nhau vào thời điểm này. Chính ấn hỗ trợ cho con giáp tuổi Ngọ bước vào ngày mới với tinh thần đầy chủ động, nhờ thế bạn bước qua những thử thách của ngày này và làm việc hiệu quả. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn sẽ có được sự ghi nhận và đánh giá cao từ mọi người xung quanh đấy. Thủy hỏa bất dung, về phương diện tình cảm của con giáp này lại không được như ý. Bạn và một nửa của mình chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung. Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng khiến đôi bên nảy sinh những tranh cãi chẳng đáng. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim. Hãy sống theo lý tưởng riêng của bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy. Lắng nghe lời nhắc nhở của người lớn tuổi là tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa. Luôn quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ. Nhiều người có ý kiến bất đồng với bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc. Tìm thú vui mới để học hỏi thêm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 70, số 46. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, tím, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Tác động của tương hại đã được giảm nhẹ khi con giáp tuổi Mùi hiểu rõ vị thế của mình ở đâu. Nhất là tương quan với người thân trong gia đình, bạn biết với ai thì bạn được tôn trọng, thương yêu, trong khi đó thì ai luôn tỏ thái độ xem thường và chê bai bạn. Chính ấn hỗ trợ để người tuổi Mùi nhận ra đâu là nhiệm vụ cần tập trung, đâu là việc có thể tạm gác lại nhờ đó mà hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần cố gắng cải thiện giao tiếp, thảo luận cởi mở với đồng nghiệp, cấp trên. Ngũ hành xung khắc cho thấy không phải bạn làm gì cũng được đối phương ủng hộ. Lúc này thay vì tranh cãi thì hãy lắng nghe, biết đâu họ có thể cho bạn một gợi ý hay ho nào đó. Nếu bản mệnh quá đề cao cái tôi thì hôn nhân sẽ thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, khó khăn chỉ là tạm thời, hãy vững tin. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, chớ nên ăn cắp vặt những món đồ linh tinh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, thôi than thở vì khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, công việc đã thuận lợi hơn nhiều. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, dù sao cũng phải nhớ giữ chữ tín. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 18, số 55, số 27. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Hôm nay gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ mệnh, mang tới tin mừng tình cảm cho con giáp tuổi Thân, đó có thể là một lời cầu hôn, đề nghị cưới xin, tin vui bầu bí. Người độc thân hứa hẹn có một buổi hẹn đáng nhớ, nhiều cảm xúc trong ngày này. Thực thần cho thấy, ngày hôm nay đem đến cho con giáp tuổi Thân cơ hội cho một chuyến đi thú vị nào đó, hoặc một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ nào đó.
bạn cũng sẽ có được những phút giây thực sự vui vẻ, thoải mái bên những người thân yêu trong gia đình hay bạn bè. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh cảm thấy lạc quan hơn với tình hình tài chính ở hiện tại. Có thể lời khuyên hữu ích của một người giàu kinh nghiệm giúp bạn chú tâm hơn vào việc cải thiện tiền bạc, không mải chi tiêu như trước. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy. Hãy tin tưởng, đừng nghi ngờ gì thêm khiến bạn mệt mỏi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa. Sẵn sàng tinh thần đối diện với những điều không mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ. Có người mang tới cho bạn sự tin tưởng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc. Không phải sợ hãi điều gì khi bạn đủ năng lực. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim. Công việc diễn ra theo đúng kế hoạch xây dựng từ trước. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 36, số 90, số 11. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, vàng. Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tương phá nên bản mệnh dễ gặp phải tiểu nhân trong ngày hôm nay, khiến bạn không khỏi phiền lòng hay khó chịu. Nhưng nếu nhìn sâu vào vấn đề thì có thể thấy đối phương đang tự mang rắc rối đến cho chính họ mà thôi. Là ngày cuối tuần nhưng dường như con giáp tuổi Dậu không có được sự yên ổn mà bản thân mong muốn. Ảnh hưởng của thương quan nên thậm chí kế hoạch vui chơi của bạn còn không được thực hiện theo kế hoạch. Hôm nay bạn phải biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh sự nóng nảy, cáu giận vô cơ làm hỏng việc. Ngũ hành tương sinh giúp bạn tìm thấy sự thư giãn quen thuộc trong tâm hồn, bất chấp sự bận rộn với công việc hay bị đặt vào một hoàn cảnh, một vị trí nào đó. Đây là cơ hội để bạn nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ đấy nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Chưa đủ thời gian thì đừng vội vàng mong mọi thứ chín muồi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Hãy nghe một bài hát giúp bạn lấy lại tinh thần. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ. Ai cũng có nỗi niềm riêng, đừng chê bai ai cả. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Mối quan hệ xã giao không thực sự tốt như bạn tưởng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Bạn dễ đánh giá sai tình hình trong ngày này. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 80, số 97, số 03. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: tím, xám. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Tỷ kiên nhắc nhở, đừng để những cảm tính khiến con giáp tuổi Tuất đưa ra những phản xét có phần phiến diện trong ngày hôm nay. Có thể bạn cảm nhận thấy một điều gì đó, tuy nhiên hãy dành thời gian để tìm hiểu, xem xét thật kỹ lưỡng thay vì vội vàng đưa ra những kết luận sai lầm nhé, nếu không bạn sẽ hối tiếc đấy. Thủy thổ xung khắc dự báo có một số việc không hay xảy ra nhưng lại là điều kiện tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh của bản thân. Nếu bạn cho phép bản thân bỏ cuộc hay chán nản thì bạn sẽ rất hối tiếc vì điều này đấy. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bạn vượt qua những thách thức cũng như chống lại những cám dỗ trong đời sống. Có lẽ bạn sẽ phải tự đặt ra cho mình những khuôn khổ, những quy tắc để có thể bám vào đó và hành xử trưởng thành, bản lĩnh. Nhờ vậy, bạn sẽ có những giây phút thực sự là hiệu quả trong công việc. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa. Công việc vướng phải nhiều rắc rối, không theo kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Nên dành phần lớn thời gian cho việc nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Chẳng có phép màu nào ở đây cả, bạn phải tự lực thôi nào. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao.
Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 28, số 37, số 89. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dần, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy tam hội xuất hiện trong vận trình, người tuổi Hợi tìm được sự an yên trong nội tâm đem lại cho cảm giác dễ chịu cho bạn trong ngày hôm nay. Người thân trong gia đình lúc này cũng lắng nghe bạn hơn và thậm chí họ còn mang tới cho bạn những lời khuyên rất xác đáng. Thiên tài chiếu mệnh mang tới tiền bạc, có thể lúc này bản mệnh khá rủng rỉnh tiền trong túi nhưng khoan nghĩ vội tới việc mua sắm gì để chăm sóc vẻ bề ngoài của mình mà thay vào đó. Bạn nên xem lại các khoản nợ của mình để thanh toán chúng trước đi đã nhé. Thủy khí vượng ảnh hưởng không tốt cho vấn đề sức khỏe của bản mệnh, có thể là vì bạn đang suy nghĩ, căng thẳng quá nhiều trong thời gian qua. Cách duy nhất lúc này là bắt tay vào hành động sẽ giúp bạn hạn chế được việc nghĩ quá nhiều mà không làm. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đôi khi bạn cũng cần thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, không bị ảnh hưởng bởi những rắc rối của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, bạn giữ được sự độc lập trong cách tư duy. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hôm nay nên dành thời gian để tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hãy thực tế hơn, rồi bạn sẽ tìm được sự bình yên trong lòng mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 92, số 51. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.